Alo, các bạn online có nghe thấy thầy nói gì không? Ngọc Định, Ngụy, Đinh Ngọc Định. Ngọc Định giờ này chỉ học online rồi em. À, nữa là gì đấy? Nguyễn Ngụy là gì nhỉ? Nguyễn Hà Huyên ạ. Đâu, đâu, đâu. Nguyễn Hà Huyên Tôi thế. thấy bạn là Nguyễn gì đấy. Nguyễn Hà Huyên có trên bảng số 8 đấy thầy. Số 8 đấy thầy. Đấy. Số 8 đấy thầy. Nguyễn Hà Huyên có không nhỉ? Alo. Có hả? Em đi ạ. Alo alo. Có, em có đấy thầy. Em là Nguyễn Nguyễn gì? Hà Nguyên Nguyễn à? Hà Nguyên à? Nguyễn Hà Nguyên à? Nguyễn Hà Nguyên, ok. Rồi thì tiếp tục với cái mini project 1 nhá, chúng ta xem là đang làm đến đâu rồi. Đấy, phải nhắc vào lớp một chút mà lại vẫn cứ ping pong. Màu Minh Huy à? Màu Minh Huy. Ui vừa Màu Minh Huy cũng học online kìa em, không lên lớp được à? Càng thì càng quá là có tiền rồi, lo gì? Cứ có nhiều việc làm là có nhiều tiền nhé. Đấy. Ok, chúng ta kiểm tra lại xem phần chúng ta đang làm đến phần chức năng số bao nhiêu. Click save update gì đây này. Ok. Ta tiếp tục ở đây xem là CD Mini Project 1 đúng không? Là PM install, tại install lại cái nốt module. À, chúng ta đợi chút. Ok. À, chúng ta chạy thử xem là PM gì. Start đúng không? Anh à, cho ta buổi trước là làm đến mục số 11 được rồi, nhanh thế nhỉ? Chỉnh sửa này. Update này, save update, thêm sửa. Ok. Chậm thế. Đang nó gọi cho tôi tí.
Rồi, chúng ta đang đến phần này rồi đúng không? Thêm mới này, xem, sửa. Được chưa nhỉ? Ta thử chức năng thêm mới ta đã làm chưa? SV005 đi. Đấy, 1, 2. Ok, xếp. Xong đúng không nhỉ? Đấy, xem này. Đóng, sửa. Chung chung chẳng hạn, update. Xong rồi, thế còn chức năng gì? Xóa à? Xóa đúng không? Tìm kiếm và sắp xếp. Được chưa nhỉ? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ xong cái chức năng này rồi. Các bạn về đã làm và chạy hết chưa đấy? Thế thấy có mấy bạn nộp bài thế đấy. App. Tất cả dữ liệu chúng ta đang tổ chức từ app control với các chức năng tương ứng đến đối tượng rồi. Đấy. Xử lý chức năng hàm submit cho chức năng sửa và chức năng thêm đúng không nhỉ? Rồi. Sao lại không tải lên git à Ngọc Định? Mình put lên git thông thường thôi mà. Chúng ta xử lý cho thầy cái chức năng xóa 12 đi. Chức năng xóa thì chúng ta bắt đầu từ cái component student đúng không nhỉ? Chúng ta gì đấy, on click vào nút xóa, delete. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ chuyển cái dữ liệu, chuyển cái data student đúng không ạ, lên đâu, chuyển lên, chúng ta chuyển một cách tuần tự đúng không, lên list student. Từ list student chúng ta sẽ chuyển cái data student này, bạn có thể chuyển ID thì cũng được hoặc chuyển data cũng được. Data student lên đâu đấy, lên trên app đúng không? Chuyển lên trên app. Và chúng ta từ chức năng app thì chúng ta sẽ xây dựng cái function thực hiện cái việc là xóa cái dữ liệu. Rồi trong đâu đấy, trong state, cái state của chúng ta có tên là gì? Chúng ta đặt state ở đây, state của chúng ta có tên là anh này thôi đúng không, trong state này, được chưa? Và khi xóa xong thì cái dữ liệu trong state thay đổi, nó sẽ tự động render về render lại đúng không ạ? Đấy. Ok, để làm nốt chức năng xóa, chúng ta bắt đầu từ cái component student, chúng ta làm một cách tuần tự đúng không, xử lý với sự kiện này. Chúng ta để đây là on click, chúng ta vẫn thực hiện cái việc là chuyển cái dữ liệu xóa. Như vậy là chúng ta đang thực hiện gọi một cái git.handle delete đi, đúng chưa nhỉ? Và ta xóa cái gì? Xóa chính cái student mà chúng ta đang nhìn thấy, hoặc là bạn có lấy sinh viên cũng được. Cái render student này là cái mà dữ liệu đang hiển thị ở trong cái component này, đúng thấy không? Đấy. Và gì? Và chúng ta sẽ chuyển nó lên để phát sinh ra cái hàm xử lý sự kiện là handle delete đúng không? Đấy. Với cái handle delete chúng ta sẽ viết cái hàm xử lý sự kiện này. Đây thì gọi nó là hàm xử lý sự kiện. Sự kiện xóa. Chúng ta có handle delete. Cái giá trị đầu vào của chúng ta là một đối tượng sinh viên. Và chúng ta sẽ bắn cái đối tượng này lên đâu?
zip.prop.on. Hãy đặt nó là on delete đi. On delete đúng không nhỉ? Và truyền cùng với nó là một cái giá trị là đối tượng sinh viên cần xóa. Đúng thế không? Như vậy thì chúng ta cần có một cái probe này đúng không nhỉ? Ở trên cái list sinh viên. Đúng không? Đấy. Khi mà chúng ta render ra một sinh viên thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cho nó một cái event. Hai cái cách chúng ta đặt tên rất là nguyên tắc của React.js nhé. Dữ liệu đi xuống chúng ta thường đặt render. Và sự kiện phát sinh từ dưới lên chúng ta đặt tiền tố là on. Đúng không ạ? Đấy. Ok này. Như vậy thì chúng ta sẽ vào cái component list student. Ta tìm đến cái chỗ mà ta đang xử lý sự kiện ở đây. On delete. Ta đặt on handle delete cũng được. Thôi được, ta đặt đây on delete rồi cứ thế dùng thôi. Và chúng ta cũng phát sinh ra cái anh này on handle delete đi. Thế này thôi. Đúng không ạ? Và chúng ta phải tạo ra cái hàm xử lý cho cái sự kiện này trên cái phần render. Ta sẽ là gì? Hàm xử lý sự kiện on delete, ta gọi như vậy, sự kiện xóa cho nó nhanh. Handle delete bằng, bởi vì chúng ta nhìn thấy là ở cái component sinh viên, khi chúng ta bắn lên một cái đối tượng sinh viên thì trên này chúng ta phải có một cái tham số để chúng ta đón nó. Phải đặt luôn nó là student cho nó quen thuộc. Và chúng ta bắt đầu lại đẩy lên đâu? Đẩy lên app. Vẫn là cái ta vẫn đặt là on delete và đặt nó vào đây là student đúng không nhỉ? Đấy. Ok. Bắn một cái sự kiện lên trên cái component cha cùng với dữ liệu mang đi mà chúng ta đang mong muốn thực hiện cái việc xóa khỏi cái đó trong cái danh sách sinh viên mà được quản lý trong state của component cha là app đúng không? Đấy. Tức là cái luồng dữ liệu của chúng ta hay là chúng ta phải thuộc một cách lầu lầu luôn, đọc nó đọc như là rắn hoặc là một loại bò sát không chân khi chúng ta hiểu được luồng dữ liệu sau này bạn dùng cái công cụ gì nó cũng thế, hook hay là redux toolkit, bản chất chúng ta vẫn đang thực hiện các chức năng đấy thôi, đúng không ạ? Các cái thư viện, các cái hàm xử lý thư viện thì nó hỗ trợ chúng ta tối ưu hơn, nhanh hơn. Đấy. Nhưng mà để làm ở trên cái phần nó nhanh hơn thì chúng ta cũng phải hiểu cái luồng của nó là cái quan trọng nhất, đúng chưa? Ai chả thích ăn hoa thơm quả ngọt đúng không? Nhưng dưới gốc của nó cũng phải xem nó như thế nào. Nhìn thấy quả ngọt trên cây mà cái gốc nó mục trèo lên ngã cái lăn đùng nó thì toi, đúng không? Đấy. Phần này bạn chỉ làm một lần, phải nghĩ là bạn chỉ làm có một lần thôi mà. Nên sau này chúng ta dùng các công cụ khác chúng ta thấy rằng là nó tối ưu hơn. Ok, chúng ta viết cái event ở trong cái component cha app khi mà chúng ta gọi xử lý cho cái component là list student đây. Đúng không? Chúng ta lại tạo ra cái sự kiện là gì? On delete bằng zip.handle delete. Đấy, cho nó sẽ nhanh. Thế thôi. Rất tuyệt vời đúng không nhỉ? Đấy. Ok. Và chúng ta viết cho cái hàm mà xử lý sự kiện delete này trong cái app component ở phần này đây. Sự kiện xử lý dữ liệu khi submit form. Ok, đây là hàm xử lý sự kiện. Sự kiện xóa một sinh viên. Chúng ta có on delete, đầu vào chúng ta vẫn là một cái student đúng không? Và chúng ta sẽ thực hiện cái việc là xóa, đúng không nhỉ? Thực hiện xóa ở đây thì đơn thuần là bạn sẽ tìm đến cái vị trí cần xóa và ta xóa khỏi cái thành phần.
Cái thuật toán đơn giản là tìm đối tượng, student trong cái student s của gì, của state, được chưa? Đấy, sau đó là gì, thực hiện xóa và cập nhật lại cái state, đúng thế không? Vậy trước tiên chúng ta tìm, ta lấy ra đi cho nó một cách tuần tự. Bạn có thể lấy ra như sau là gì, student s bằng zip.state, một cách rất quen thuộc đúng không nhỉ? Ta lấy bằng cú pháp destructuring, có rất nhiều cách chúng ta làm cái việc này đúng không? Đấy, ok, chúng ta luyện duyệt tuần tự các cái thành phần này, thì dùng for x đi hay là for in đi. Đấy, tại vị trí index đến cái gì, cái student, chỗ này student s nhé, đúng không, chứ không phải là student bình thường nhé. Student s thì từ đối tượng state mà, student s.len đây nó là một mảng. Đấy, đúng chưa? Và nếu mà gì, chúng ta so sánh đối tượng thì nó sẽ khó đúng không nhỉ? Chúng ta dựa vào cái mã, tức là gì, cái student sc tại vị trí index, đúng không, tại vị trí index chấm cái thuộc tính student id bằng 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 cái đối tượng student mà chúng ta chuyển từ cái component student lên chấm student id. Đấy, nếu chỗ này mà chúng ta thấy thì chúng ta thực hiện cái việc gì thôi, xóa thôi. Xóa thì có nhiều cách thức xóa khác nhau, bạn dùng filter, bạn dùng file, bạn remove hay là split đúng không nhỉ? Ta có là gì, student sc từ một cái mảng, trên này nó có cái sp list, đúng chưa? Xóa start number, tức là xóa từ đâu, xóa từ vị trí index, phải tham số thứ hai delete count number, có nghĩa là xóa bao nhiêu phần tử, chúng ta xóa một phần tử. Đấy, cách chúng ta đọc các cái phương thức chúng ta dùng đúng không? Đấy, chúng ta duyệt như vậy, và sau khi xóa xong nó có một phần tử thôi, chúng ta thích kết thúc luôn break và kết thúc lệnh for này, chúng ta là gì, cập nhật state đúng không, cập nhật state tức là zip chấm gì, set state, xét lại cái đối tượng là student sc bằng cái student sc mà chúng ta vừa lấy ra đấy. Cái này là cái chúng ta lấy ra để ta dùng, sau đó ta cập nhật lại cái này ở trong state, đúng không nhỉ? Đấy, rất là tuyệt vời, đúng chưa? Đây, chúng ta sử dụng cái vòng lặp để chúng ta làm việc, đúng không nhỉ? Thầy viết xong rồi thì lại viết thêm cái khác nữa. Chúng ta có phương thức khác, cách khác để chúng ta làm là gì? Student, chúng ta học khái niệm về mảng rồi. Chấm gì đấy? Filter student bằng đi nhỉ? Student chấm filter. Ta có thể dùng filter để ta lọc, lọc ra tất cả những cái anh xc mà có xc chấm student id không bằng với cái đối tượng sinh viên chúng ta làm đấy, student id. Hai cái này giống nhau, tuy nhiên là nó không hoàn toàn giống nhau, cách thức lập của việc khác nhau, đúng không nhỉ? Nhưng nó cũng là cái công cụ chúng ta sử dụng ở trong đấy. Trong đối tượng mảng chúng ta có rất nhiều các phương thức để xóa, được chưa? Remove s, remove item, split, được chưa nhỉ? Trong JavaScript đấy. Đó. Rồi chúng ta test thử chạy cái này xem ok chưa.
Ok, chạy thử nào. Xong chưa? Rồi chạy thử nha. Ta chạy đến đây xem nào. Chức năng xóa của chúng ta đây, anh 04. Xóa. Ôi, chạy luôn. Đúng không? Đương nhiên là chúng ta xóa cái dữ liệu chúng ta tổ chức ở trong mốc data đúng không nhỉ? Chúng ta refresh lại thì nó vẫn còn, đúng thế không? Đấy, nếu chúng ta tổ chức trong local hoặc lấy từ API thì nó sẽ bắn cái dữ liệu này và nó thực hiện cái việc xóa đấy. Và đương nhiên là lúc này nó hoàn toàn xóa được, đúng không nhỉ? Đấy. Sau này bạn có thể tính kèm với nhiều các cái thành phần khác nhau. Thầy thử làm một cái trong này xem là ví dụ như là on click. Dùng confirm xem có được không? Bạn chờ thầy chút nhé. If confirm confirm bạn có muốn xóa không chẳng hạn, bạn có muốn xóa không? Chật phải tí confirm. Phải quên mấy cái biểu thức là if true. Rồi để thầy xem lại, thầy không nhớ cái phải đã, hoặc chúng ta tích hợp thêm cái gì nhỉ, cái switch alert trong cách gì đấy, hoặc là ta xử lý trên này cũng được đúng không? If confirm bạn có muốn xóa không, nếu có thì ta chuyển nó lên đây, còn không thì thôi. Đó. Đúng không? Để ta kiểm tra cái này mà. Úi giời. Confirm ở trong này nó phải là gì? Confirm in React.js đúng không? Read configuration. Chạy có vẻ hơi chậm. Window.confirm. Đấy là xong. Đúng không? Ồ, nãy thầy viết đúng như chứ. Window.confirm. Đấy. Mục tiêu để chúng ta có thêm mỗi cái là hỏi trước khi xóa bạn có muốn xóa không, đúng không? Không thì thôi, đồng ý thì xóa. Đấy.
thêm cái hỏi đáp thì chúng ta sử dụng với window.confirm hoặc là chúng ta viết ngay trong sự kiện on click, đúng không ạ? Ok, xong chưa nhỉ? Kịp không? Thôi không kịp thì nốt lại, tí nữa ta xem ta làm lại nhé. Đúng không? Ta hiểu cái luồng xử lý của nó là như vậy. Ta làm tiếp theo cái chức năng của chúng ta là xong chức năng xóa. Chức năng thứ 13 là chức năng của chúng ta là gì? Tìm kiếm. Tìm kiếm thì chúng ta nhìn thấy là xuất phát từ đâu? Từ cái component control. Chúng ta nhập và chúng ta tìm kiếm. Được chưa nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ tìm trong tên. Đấy. Hoặc là mã đi. Hay là phải tìm theo tên thôi nhỉ? Tương đối theo tên. Còn nếu chúng ta nhập như thế này mà tìm tất cả những thứ trong này thì bạn duyệt tất cả các cột. Đúng không? Tìm tương đối. Nếu mà tìm thấy ở mã sinh viên list ra, còn nếu thấy ở tên cũng list ra. Được chưa? Và bản chất đây là một cái mảng thì rõ ràng chúng ta cần tìm kiếm thì trong array của JavaScript chúng ta có cái phương thức là gì? Phương thức filter lọc và tìm kiếm. Filter in array thì nó là một mảng mà. Đấy. Chúng ta học cái bài về mảng cũng khá là đầy đủ. Để viết thiếu filter in array hay là array filter cũng được. JavaScript cố gắng tích lũy những cái từ khóa cần thiết, khi ta cần cái ta sẽ có nhà bác học hỗ trợ ta, nhà bác học Google đúng không nhỉ, hoặc là ChatGPT. Ta nhìn qua đây cái chúng ta thấy những thứ chúng ta mong muốn ngay, filter theo một cái điều kiện hàm nào đó hoặc filter theo một cái giá trị tương ứng. Được chưa nhỉ? Ok, như vậy chúng ta đang sử dụng bắt đầu từ đâu? Từ cái bắt đầu từ control. Đấy, control. Được chưa nhỉ? Chúng ta gì? Xử lý lưu trữ, chúng ta phải xử lý lưu trữ cái dữ liệu keywords. Tìm kiếm ta gọi là keyword mà. Đúng không? Keyword vào đâu? Vào state của component. Được chưa nhỉ? Và sau đó ta làm gì? Ta bắn cái sự kiện đúng không? Phát sinh cái event chuyển lên đâu? Lên trên app. Đúng không ạ? Và tiếp theo là từ app sử dụng cái keyword để lọc dữ liệu trong mảng. Dữ liệu trong mảng. Đấy. Các cái bước thực hiện thì nó tuần tự như vậy. Chúng ta nhìn thấy này. Là chúng ta phải lưu được cái này. Bạn phải gõ được, nhấn tìm. Thì lọc xong bắn lên trên app. Đúng không? Lọc dữ liệu trong app rồi mới render lại cái click component này. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là bắt đầu từ control. Việc đầu tiên chúng ta xử lý để lưu trữ trong state, tức là bạn phải làm gì? Tạo cái constructor. Sau này bạn sử dụng cái với cái hook thì nó sẽ khác đi. Đúng không nhỉ? Còn chúng ta đang chưa học về hook, chúng ta đang dùng với cách basic cơ bản thì chúng ta đơn thuần là gì? Bạn sẽ lưu trữ lại cái đối tượng state là thầy đặt luôn ở đây là keyword đi. Đúng không? Keyword 2 chấm ban đầu nó bằng rỗng. Đúng không nhỉ? Là một đối tượng. Đấy. Và chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ map cái đối tượng này với cái điều khiển nhập liệu đây này. Text đây này. Ô input đây này. Đúng thế không? Đấy. Ta map bằng cách nào? Lấy ra định nó thôi, value bằng chính gì thôi, this.state.keyword và phát sinh sự kiện on chain, vì cái này nó có một cái nên thầy viết trực tiếp ở đây on chain
là đầu vào là một đối tượng sự kiện, đầu ra là nó cập nhật lại cái state là z.set state. Set cái gì? Set cái keyword đấy bằng đối tượng đầu vào ta, đây là một cái sự kiện ta đặt nó là ev, và ta lấy ev.target chấm value, đúng không nhỉ? Cái này thì ta không cần name. Đây chính là cái cách thức mà ta sử dụng là controller form component. Ta có hai cái sử dụng ở phần slide số 3 đấy, đúng thế không? Bạn gán và viết on chain như thế này thì chúng ta mới gõ được như thế này, đúng chưa nhỉ? Những bạn nhìn thấy là chỗ này nó sai chẳng hạn này, để lấy chỗ này ví dụ gõ sai đi chẳng hạn này. Đương nhiên chỗ này là sai rồi, thì sai như thế nào cho nó đúng sai nhỉ? Bỏ này đi xem nào. Đấy, sai như thế này đi, nó vẫn ngon nhưng mà không gõ được, đúng không? Đấy, những cái đối tượng mà nó có thể bị sai như thế, ta chú ý là làm sao chúng ta gõ được ở trên form và lưu lại được giá trị. Thì nó có hai phần sử dụng cái khái niệm wrap hoặc là controller form hoặc là controller uncontrolled component, hai khái niệm như thế thôi, đúng không nhỉ? Như vậy đây là cái ô search, ta gán dữ liệu vào search rồi. Bây giờ chúng ta nhấn vào nút tìm thì bằng cách là chúng ta chuyển cái này vào đâu? On click, đúng không nhỉ? Ta sẽ phát sinh cái sự kiện là handle search đi, ERK handle search. Ta viết cái hàm xử lý cho cái sự kiện này và bắn cái dữ liệu trong state này lên app, đúng thế không? Đấy, ok. Trong cái nút button chúng ta phát sinh một sự kiện và gọi hàm xử lý sự kiện này, nó chính là z.handle search. Và hàm xử lý sự kiện này chúng ta gọi nó là hàm xử lý sự kiện tìm. Đấy, handle search bằng ta cũng không cần phải truyền cái tham số nào, cái này chúng ta chỉ đơn thuần là chuyển lên trên app thông qua sự kiện là on search, được chưa? Với cái giá trị mà chúng ta mang đi là z.state.keyword, xong, đúng không? Đấy, ta có cái on search, được chưa? Và trên app chúng ta sẽ đón cái sự kiện này và xử lý nó, đúng không nhỉ? Ta có là gì? Là lên app, cái app mà khi mà chúng ta render ra control, bây giờ chúng ta làm thêm cái sự kiện nữa là gì? On search bằng phát sinh một cái đón cái sự kiện này z.handle search đi, cho nó đúng chuẩn, đúng không nhỉ? Đấy, mục tiêu của handle search này là làm gì? Là chúng ta sẽ lưu lại cái keyword ở trên app này, đúng không? Thầy viết ở đây gọi là hàm xử lý sự kiện search, được chưa nhỉ? Handle search bằng chúng ta chuyển ở đây là chuyển gì? Nó có một cái keyword để chúng ta cần lưu lại trên app này, đúng không? Đấy, mục tiêu của chúng ta là phải lưu lại cái này ở trong app để dùng cái keyword này mà tìm kiếm ở trong mảng, đúng thế không? Vậy thì lưu ở trên class component, cách tối ưu nhất đó chính là lưu vào thuộc tính của đối tượng state, đúng không nhỉ? Đấy, vậy chúng ta cần có một cái gì? Cần có một cái thuộc tính nữa, đó là gì? Thì gọi đây là
keywords hay là search cũng được. Search cho nó dễ hiểu, search hai chấm, đúng không? Ban đầu nó bằng rỗng, không có gì cả. Và cái này ta gọi nó là gì đấy? Lưu trữ, lưu trữ cái từ khóa cần tìm, được chưa? Đấy. Và lưu trữ từ khóa cần tìm, vậy khi mà chúng ta đẩy được từ khóa lên rồi thì việc còn lại trong cái sự kiện này đơn thuần chỉ mỗi là gì? Read.setState, đúng không nhỉ? Hàm setState cập nhật lại cái search bằng chính cái gì? Cái keyword đó. Đấy là xong, đúng không? Hay là bạn đặt là search keyword đi cho nó không hay lắm nhỉ? Thôi để search đi. Đấy, ta update lại cái này. Và mục tiêu của ta là gì? Khi cái search này nó có giá trị, đúng không, thì ta bắt đầu đi lọc những cái dữ liệu trong trong cái mảng sinh viên đấy. Ta lọc đấy ra xong rồi bắt đầu ta mới render, đúng thế không? Đấy, ok. Như vậy đến đây rồi, chúng ta lưu lại được rồi này. Chỗ nào là chỗ render ra list sinh viên thì chúng ta đi làm ở chỗ đấy, đúng không? Đấy, chúng ta xéo xuống, ở đây là phần render form. Đây là dữ liệu sinh viên là student này, nhìn thấy không nhỉ? Ok, đúng không nhỉ? Chúng ta bắt đầu làm, ok. Tức là gì? Bây giờ ta sẽ sử dụng là nếu zip chấm, không zip nữa, làm cái này cho nó nhanh. Chỗ này ta lấy từ trong state nên là bạn sẽ lấy thêm cái gì? Sử dụng luôn cái cú pháp destructuring để chúng ta lấy ra thêm cái thuộc tính search nữa, đúng không? Đấy, lấy được thuộc tính search rồi chúng ta mới làm cái điều kiện là nếu, đây là xử lý dữ liệu tìm kiếm theo keyword. Đấy, if nếu như cái search này mà khác rỗng, tức là not bằng rỗng, bởi vì trên chúng ta đặt mặc định là rỗng mà, not bằng rỗng cho nó có vẻ chuyên nghiệp, đúng không nhỉ? Đấy, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là gì? Bắn cái ông sinh viên này bằng chấm gì? Filter ra tất cả những cái ông có, ta tìm theo tên, tức là student name. Nếu chúng ta tìm không phân biệt chữ hoa, chữ thường thì chúng ta có phương thức gì? Con tên này, đúng không? Thầy dùng con tên xem nào. Đấy, nó chứa, đúng không? Con tên, đúng không? Chứa cái gì thôi? Bao gồm anh này thôi. Search, đúng không? Nhưng dĩ nhiên là chỗ này bạn sẽ thấy rằng là nó làm sao đấy? Nó hình như có phân biệt chữ hoa chữ thường đấy, đúng không? Rồi kệ nó đi, chạy phát. Tên sinh viên: Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Nguyễn Anh B chứ nào. Ok, thôi xong. Con tên sai rồi, đúng không nhỉ? Con tên, con tên, hay sẽ là cái máy của thầy mày nó giật giật thế này. Các bạn online vẫn nhìn thấy, vẫn theo dõi được đấy chứ? Đây, con tên, nó là include, thật là tuyệt vời. Đấy, có vẻ nó giống nhau hay sao mà nó lại, ta dùng cái phương thức include. Rất là khó chịu nhé. Rất là dần dần. Dùng include, đúng không? Ok, ta nhìn thấy rồi. Include, ok. Xong. Đấy, ta đặt đây là B xem nào.
B không có, B hoa thì có đúng không? Bây giờ bỏ đi chuẩn nhỉ. Nếu không phân biệt chữ hoa chữ thường thì ta làm gì? Ví dụ tìm ra anh văn này thì ok này, văn này thì không ok nhưng văn này thì ok này đúng không? Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D có nhỉ, thì nó khác đi, có phải hay hơn A đấy, A con đúng không? Không được, xóa trắng thì là tìm hết đúng thế không? Đấy, ok, tạm thời là ta nhìn thấy ở đây là tìm kiếm. Bây giờ ta muốn nó không phân biệt chữ hoa chữ thường thì đơn thuần là ta làm gì? To lower case chuyển hết về chữ thường, rồi cái insert này cũng làm gì? Chấm to lower case đúng không? Để chuyển thành chữ thường thì chúng ta bây giờ gõ chữ B nhỏ cũng được, B lớn cũng được đúng không, A lớn cũng được, A nhỏ cũng được đấy, C nhỏ cũng được, được chưa? Chúng ta chuyển nó về chữ thường, cả cái anh từ khóa tìm kiếm và cả cái giá trị chúng ta cần cần sử dụng, xong chức năng search có vẻ dễ dàng nhỉ, đúng thế không? Đấy. Ok. Bây giờ còn một chức năng sắp xếp nữa, đúng không nhỉ? Chúng ta nhìn thấy ở đây này. Ví dụ ta chọn đây là sắp xếp theo tên, tăng dần, sắp xếp theo cái gì đó. Đúng không? Mã hay tên gì đấy. Ok. 5 phút nữa à? Thôi ta làm lại luôn nhé, cho nó không, lúc đang nói thì nó lại xịt bớt. Câu 2 sẽ cứ mấy của thầy hôm nay nó đơ thế nhỉ? Xịt cái này lại xem nào. Có cái gì đó không ổn đúng không? Chạy lại cứ thấy đơ đơ. Rồi, ok. Rồi tiếp tục nhé. Ta nói đến vấn đề search. Bạn quay sang cái search thì bắt đầu từ control đúng không? Thôi ta cứ nốt vào đây cho nó. Sau này các bạn ngồi được có làm lại thì nhìn vào chỗ này để làm thôi. 14. Đó là sắp xếp. Đấy. Chúng ta vẫn bắt đầu từ sắp xếp. Sắp xếp chúng ta bắt đầu từ control. Được chưa? Và chúng ta vẫn chuyển cái gì đấy? ta cần chuyển cái dữ liệu sắp xếp hay là chuyển cái điều kiện sắp xếp.
đúng không? Lên đâu? Lên app. Đấy. Ở trên app thì chúng ta làm gì? Trên app chúng ta phải là tùy theo điều kiện. Điều kiện để thực hiện cái việc sắp đúng không? Thực hiện cái phương thức sort với cái đối tượng mảng, đối tượng student s, thế là xong đúng không nhỉ? Đấy, ok. Như vậy thì từ control này, đầu tiên là chúng ta chuẩn bị cái dữ liệu sắp xếp ở đây. Hiện tại là chúng ta đang chưa xử lý cái thành phần gì nào đó ở đây, đúng không? Thế thì chúng ta cần mang cái gì đi, đúng không ạ? Và chúng ta thầy sẽ sắp ở đây là sắp theo tên là một, hoặc sắp theo tuổi, đúng không nhỉ? Đấy, vậy giá trị ở đây của chúng ta là gì? Ví dụ sắp theo tuổi đi, sắp theo tên thì chúng ta có là student name, ta đặt đúng cái tên nhé, student name. Nếu sắp cái này sẽ tăng dần ra để ASC đi là 1, được chưa? Và chỗ này ta để cái tên hiển thị, student name tăng dần. Tương tự như vậy, cái thứ hai ta để student name giảm dần DESC, được chưa nè? Và cái tiêu đề ta nhìn thấy là sắp theo student name DESC giảm dần, đúng chưa? Đấy. Đây là cách chúng ta tổ chức dữ liệu để sắp xếp thêm mà. Student name chỗ này thì gọi nó tăng đi, tăng dần. Đây là gì? Giảm dần, đúng thế không? Đấy, tương tự như vậy nó có thêm hai cái option lựa chọn nữa. Unshift là sắp theo gì? S, đúng không? S. Đây là AGE. Đấy, đây cũng là gì? À, đây là cái chúng ta nhìn thấy. Còn sau này đây là giá trị của chúng ta, được chưa nhỉ? Thế thôi. Thế thì bây giờ chúng ta phải lưu được cái này để chúng ta bắn lên app, đúng không? Vậy thì trên này chúng ta lại thêm một cái gì nữa? Thêm một cái sort. Sort by. Một cái thuộc tính sort by. Ban đầu nó bằng rỗng, đúng không? Đấy, sort by. Và khi mà chúng ta cập nhật lại chỗ này, cái set đây này, chúng ta để đây là gì? Value z.state, đúng không? Chấm sort by. Không cần value chứ nhỉ? On chain thôi đúng không? On chain. On chain là chủ yếu. On chain. Đấy. z.handle sort đúng không nhỉ? Đấy là xong. Và ta đi viết cái hàm xử lý cho sự kiện sort này. Được chưa? Nhưng mỗi khi mà bạn on chain được ở đây. Được chưa? À, vẫn thiếu nhỉ? On chain xong cái là chúng ta phải xử lý ngay đúng không? Đấy. On chain. Rồi được, ta làm chỗ này đã. Handle sort. Ok. Thế thì bạn sẽ phải đặt cho thầy thêm một cái nữa là name nữa, đúng không nhỉ? Chúng ta phải lấy ra cái name. Name thầy đặt nó là sort by. Đúng chưa? Đấy, ok này. Ctrl C. Đây là hàm xử lý sự kiện sắp xếp handle sort bằng đối tượng đầu vào, chúng ta vẫn để
Even. Đấy. Cái quan trọng là chúng ta sẽ lấy ra cái name. Name bằng even.target.name là một. Thực ra không cần cái name đâu, phải lấy value thôi, bởi vì nó có một cái mà value chấm gì, value và zip chấm set state. Đấy, và ta chỉ cần cập nhật lại cái sort by này bằng chính cái value như thế này thôi, đúng không? Quan trọng là khi bạn nhấn đây thì bạn thử xem là log ra cái state của bạn xem nó được chưa. Zip chấm state chấm sort by, đúng không nhỉ? Thầy ghi chỗ này là handle sort để thầy lấy xem là cái dữ liệu này nó đã cập nhật vào đây được chưa, đúng không? Rồi, đâu nhỉ, đây rồi, ta kiểm tra thử. Đây, sắp xếp tăng dần này, giảm dần, ok. Cái quan trọng nhất là ta xem lấy được cái giá trị đấy không. Đấy, console. À, tôi đặt name này, ASC này, DSCO chậm, nên làm sao để cho nó không chậm được nhé, nó căng quá. Render lại nó mới có nhé, được không? Nó chậm này là bị tăng dần nghĩa là chỗ này nó phải là on chain. Đấy, giảm dần tức là mất đi, chậm hơn một nhịp. Làm sao để cho nó không chậm được? Ok. Ban đầu là rỗng này. Đấy. Bạn đã có giải pháp gì chỗ này không nhỉ? Để cái gì? Rõ ràng là lúc này thì nó sau là đúng rồi. Bởi vì là khi update xong render lại thì cái giá trị này nó mới có. Còn đây là vẫn là giá trị trước, đúng không? Nè. Đấy. Nó phải render lại component này rồi bắt đầu nó mới chạy được. Không sao, kệ nó nhé. Ta thử cái này xem nào. Bây giờ thế thì ta làm gì? Lock cái này cái xem. Console log value đấy, ok. Tăng dần ngon đúng không, giảm dần ngon đúng không, thế thì quá tuyệt vời còn gì. Ta chỉ cần bắn cái này lên là được cái gì, đúng không? Có nghĩa là gì? Z.probe.onSort đúng không nhỉ? Ta bắn lên đâu? OnSort lên app với cái giá trị là value, đúng thế không? Sort. Đấy. Bởi vì lúc này ta vẫn lấy được cái giá trị khi mà chúng ta click trên ở đây, được chưa nhỉ? À, vậy là ok này, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chuyển lên app. Thật là tuyệt vời. Khi mà chúng ta render được component ở đây, chúng ta thêm cho thầy cái gì? On sort bằng z.handle sort. Như thế không?
và z.handle sort chúng ta lấy giá trị thì chúng ta sẽ lại làm cái gì đấy, hàm xử lý sự kiện sắp xếp, đúng không? Handle sort bằng, nó cần có một cái sort by, đúng thế không? Tức là cái giá trị mà chúng ta đón được ấy. Đấy. Và chúng ta cập nhật lại cái trạng thái. Cập nhật lại thì chúng ta cần phải có một cái nơi để lưu trữ. Mà lưu trữ trong governance chúng ta lại nghĩ đến cái gì rồi? Lại state, đúng không? Đúng thế không? Có nghĩa là chúng ta cần tạo ra một cái để bạn lưu trữ cái trạng thái sắp xếp. Tức là trên này chúng ta lại có thêm một cái gì nữa, cái sort by 2 chấm ban đầu nó bằng rỗng, đúng thế không? Đấy. Và sau khi mà chúng ta phát sinh ra cái sự kiện lên trên này rồi thì chúng ta chỉ việc là handle sort đâu, thì viết chỗ nào nhỉ? Ô nhầm, không phải chỗ này nhé, viết ở ngoài đấy, trên này này, trước render z.handle, xin lỗi, z.setState, được chưa? Và ta cập nhật lại cái sort by bằng bằng cái sort by mà chúng ta đẩy từ control lên, đúng không? Đấy. Và bây giờ ta dựa vào cái sort by này để chúng ta sẽ sắp xếp cái tập kết quả đấy thôi, đúng thế không? Mọi thứ chúng ta đang tổ chức trong đối tượng state của cái component, class component. Và bản chất sau này bạn dùng hook thì bạn tách cho thẳng các cái hook, state mà chính thôi. Vẫn thế, đúng không ạ? Đấy. Ok. Tiếp theo. Bây giờ có sort by rồi thì bắt đầu khi mà render ra thì chúng ta đi làm cái gì đây? Trước khi mà trả về cho view, chúng ta thực hiện sắp xếp. Thực hiện sắp xếp thì chúng ta dựa vào cái anh nào? Phải lấy thêm cái đây nữa là sort by. Đúng chưa? Đấy, dựa vào cái sort by để chúng ta làm cái việc này. Nhưng mà chúng ta chỉ sắp xếp khi cái sort by này nó có giá trị. Tức là nếu cái sort by này not bằng rỗng, đúng không nhỉ? Ở trên bắt đầu ta khai báo là rỗng thì chúng ta mới thực hiện sắp xếp, đúng thế không? Làm một cách tường minh đầy đủ, bởi vì khi chúng ta đẩy lên đây ấy là chúng ta phải lock ra đây để chúng ta nhìn thấy cái giá trị trên này nha. Lock app tức là nó có thì nó là cái sort by nó là gì, đúng chưa? Đấy, khi đó chúng ta thấy rằng là mỗi một khi mà bạn chọn thì trên cái sort by này giá trị như thế nào. Nào, ok. Khi bạn thay đổi này, tăng dần này, áp đúng không? ASC đây này. Đấy, giảm dần này, ta lấy được là gì? Handle sort. Handle sort này là ở trong control component. Cái chúng ta quan tâm là cái này, S này, đúng không? Đấy. Ok. Như vậy chúng ta có được cái anh này là một chuỗi. Bây giờ tách ra làm hai phần, một cái là fill và một cái là tăng hay giảm, đúng không? Ta có lấy ra một cái array bằng sort by, sort by chấm split, tách theo cái gì? Theo cái tự dấu trừ mà ta quy định ấy, đúng không? Bạn thử lốc lại xem cái mảng này nó là gì. Đấy. Array sort, phải viết như này để cho nhìn nó dễ thôi. ARR. Ok. Từng bước chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi khi bạn làm, bạn đều quan tâm đến việc là ta cần phải thế. Như vậy cái ARR này nó có hai cái thành phần, không là tên trường, hai là cái kiểu sắp tăng hay giảm, đúng không ạ? Đấy. Như vậy đến đây rồi thì ta có cái này rồi, bây giờ ta sắp thôi,
Ta nếu là gì? Nếu mà ARR tại vị trí 0 mà bằng với student, tức là sắp theo trường tên, thì ta làm gì? Đúng không ạ? Còn ngược lại ở đây thì ta làm gì? Ngược lại thì thôi, còn lại trường hợp còn lại là chỉ là tuổi thôi. Đúng chưa? Nếu như cái này là tên thì ta lại kiểm tra xem là gì, nếu ARR tại một phần tử số 1 mà bằng ASC tăng, đúng không? Thì ta làm thực hiện cái việc sắp tăng. Còn không thì ta lại thực hiện cái việc sắp giảm. Sắp tăng ở đây tức là gì? Là cái đối tượng sinh viên của chúng ta chấm sort. Đây. Đúng không nhỉ? Đấy, bây giờ sort theo tiêu chí nào? Compare function. Có nghĩa là có hai cái đối tượng x, y thì chúng ta sẽ trả về cái return về x chấm student name chấm compare chờ đợi chút, compare Comparer string location comparer. Chờ thầy chút nhé. Chắc anh này đi. Locate comparer của gì? Y chấm student name. Đấy, ok. Nếu mà sai ta lại sửa lại thôi. Còn ngược lại thì cái này sort Ctrl C Ctrl V. Đấy, thì chúng ta sẽ có là gì? Ngược lại là y chấm locate compare so với x, đúng không ạ? Ta kiểm tra lại xem của chúng ta có chạy ổn không. Hiện tại Nguyễn Văn ABC giảm dần, ôi DCBA quá chuẩn, tăng dần, thật tuyệt vời luôn, đúng không nhỉ? Đấy, so sánh chuỗi trong này chúng ta sử dụng là locate compare. Cái từ compare này nó rất có ở rất nhiều ngôn ngữ này, với các cái biểu thức lambda expression, bạn viết trên netcore, viết trên java, viết trên javascript. Đấy, nó tương đồng, nó hơi khác nhau một chút thôi, nhưng đây là cách so sánh. Trường hợp ngược lại ở đây thì có lẽ là chúng ta không cần phải kiểm tra cái mảng không nữa. Chúng ta có hai trường hợp mà sắp theo tuổi thì chúng ta chỉ việc kiểm tra là nếu như cái ARR 1 mà bằng ASC, tức là tăng dần, thì ta sẽ sắp theo tuổi tăng dần, ngược lại ta sắp theo tuổi giảm dần. Có nghĩa là chúng ta dùng cái vẫn là cái student sort, student chấm sort, cái phương thức sort của đối tượng mảng ấy, đúng không nhỉ? Đây là một cái chúng ta nhìn thấy cái gợi ý đó, compare fn, tức là compare function. Nó là một cái around function gồm hai cái đối số x, y. Đấy, và trả về ở đây là return ở trong ngoặc xoắn nhé, return về x trừ y, vì đây nó là số, đúng không ạ? Đấy, còn ngược lại nếu mà sắp giảm thì chúng ta return y trừ x, ngược lại thôi. Có những bạn đặt ra câu hỏi tại sao thế thì thôi, chúng ta đọc lại cái xem lại cái nguyên lý của cái phương thức sort nó viết như nào làm như thế. Còn nếu chúng ta không thích thì chúng ta lại viết theo một trong những thuật toán sắp xếp mà trước đây chúng ta đã học, buffer sort, insertion sort, quick sort, heap sort, g sort, đúng không nhỉ, merge sort, vân vân, phải nhớ được mấy cái thôi, đúng không, binary sort. Đấy, ok, như vậy là chúng ta có được cái sắp xếp tiếp theo. Tuổi tăng dần này. Tuổi giảm dần này. Không thấy thay đổi rồi. Tăng. Giảm. Tăng. Giảm. Ok. Tuổi thì chưa được. Đúng không? Tuổi chưa được. À. Đối với gì? X chấm gì? Chấm S. Làm sao mà nó hiểu được x y, đúng không? Đấy. X chấm cái cột gì?
cái thuộc tính, thuộc tính S, thuộc tính S này chúng ta ghi đúng cái đây này, đây đúng không, đó là sao, thật tuyệt vời. Tuổi tăng dần 19, 20, 21, 22, tuổi giảm dần, quá chuẩn đúng không. Ôi giời, thay đổi lại một chút để có hai anh xem nó có sắp xếp được như thế không, đúng thế không nhỉ. Sau khi ta tìm kiếm Nguyễn Văn Nguyễn Văn BA, Nguyễn Văn AB, đúng thế không? Thế thì tìm kiếm A cũng được, tìm kiếm B cũng có được hai cái đúng không nhỉ? A, ok. Ôi giời, A. Rồi, bây giờ sắp tuổi tăng dần, tuổi giảm dần, quá chuẩn đúng không? Đấy, nó chỉ sắp trên cái tập mà chúng ta sót, à chúng ta lọc ra thôi. Thế đấy là ok rồi. Như thế nhỉ? Xong nha. Chắc là chúng ta vẫn phải ngồi làm lại cái lỗi để chúng ta sửa luôn. Các bạn online nghe rõ chưa nhỉ? Đây là một cái bài cũng khá đầy đủ của CRUD, thực hiện ở trên frontend với React.js cơ bản. Chúng ta sẽ hình dung là sau cái dữ liệu này nó có thể là một cái được đọc get từ một cái API nào đó, từ một cái backend nào đấy. Còn đây là chúng ta để dữ liệu mock data, dữ liệu cố định. Được chưa? Ok, các bạn nào online có ý kiến gì không? Alo, alo. Có ai đang nghe không? Giang Nguyễn, Đình Huy, Huy Định. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. À, chúng ta thực hành lại cho thầy một chút và thầy sẽ ra một cái bài tập tương tự như thế này. Làm lại chức năng. Khi bạn làm lại hết chức năng này xong rồi, bạn thiết kế, bạn làm lại mất trong vòng khoảng độ hơn 2 tiếng. Hơn 2 tiếng đấy là thầy nói không không phải phần thiết kế nhé. Thiết kế chắc chúng ta phải mất 30 phút nữa. Đấy. Ok chưa?